Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 10 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài ở miền Nam Trung Quốc, gây ra lũ lụt tại lưu vực sông Hoài Hà, Trường Giang. Vào ngày 7 tháng 8, đỉnh lũ số 2 của sông Trường Giang đã đi qua Trùng Khánh và tiến vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp với lưu lượng 60.000 m3 trên giây. Ngày 6 tháng 8, chính quyền đã ra lệnh cho hồ chứa Tam Hiệp xả lũ bảo vệ đập. Việc mở cửa xả lũ ở đập Vương Gia Bá, An Huy trước đó đã khiến người dân mất hết của cải và hơn 250.000 người phải rời bỏ quê nhà. Có quan điểm cho rằng, để giải quyết hiệu quả lũ sông Trường Giang chính là phá bỏ đập Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng đỉnh lũ số 2 của sông Trường Giang đã đi qua khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, sông Mân Giang, sông Gia Lăng và đoạn đập hướng Gia Bá đến Thốn Than, đoạn Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Trường Giang tăng đáng kể. Lưu lượng chảy của hồ chứa Tam Hiệp tăng nhanh từ 36.000 m3 trên giây lên 60.000 m3 trên giây. Công trình Tam Hiệp trọng điểm kiểm soát xả lũ ở mức 38.000 m3 trên giây. Theo mạng thủy văn sông Trường Giang cho thấy, vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 8, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp tăng lên 161,45 m với lưu lượng chảy vào là 55.600 m3 trên giây và lưu lượng chảy ra là 38.400 m3 trên giây. Tổng cục Quốc phòng nhấn mạnh, đỉnh lũ số 2 của sông Trường Giang đang tiến đến vùng trung và hạ lưu. Các vùng ven sông và hồ ở Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô sẽ duy trì mực nước cao. Một số đoạn sông sẽ vượt mức nước đảm bảo. Trong số đó, mực nước ở trung và hạ lưu Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương đã bị vượt báo động quá mức trong hơn 20 ngày. Sông Hoài và Thái Hồ vẫn duy trì mức vượt cảnh báo, đê và cống có nguy cơ nguy hiểm. Trước tình cảnh lũ lụt, người dân ở An Huy, Giang Tô và những nơi khác ở hạ lưu sông Trường Giang không thể làm gì được đành phải rời bỏ nhà cửa. Theo Đài Á Châu đưa tin, người dân làng ở Phụ Nam, Phụ Dương và những nơi khác tại tỉnh An Huy nói rằng đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang vẫn tiếp tục xả lũ và đập Vương Gia Bá trong lưu vực sông Hoài cũng đang xả lũ. Gần 200.000 dân trong tỉnh An Huy bị thiệt hại tài sản. Dân làng phàn nàn rằng chính phủ thông qua các phương tiện truyền thông và loa báo trong làng yêu cầu người dân An Huy hy sinh cá nhân nhỏ bé và suy xét cho đại cục. Vì lý do này, khoảng 300.000 người dân đã rời quê hương để tìm lối thoát khác. Chính quyền ra lệnh xả lũ mạnh nên trận ngập lụt này do con người gây ra. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 8 tháng 8, ông Trung, một người dân ở huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy cho biết đập Vương Gia Bá, sông Hoài Hà đã mở cửa xả lũ, gây thiệt hại nặng nề cho đất canh tác của người dân, ao hồ và nhà đều bị ngập lụt. Cái gì cũng bị ngập hết. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao chính quyền không sắp xếp di chuyển người dân ở hạ lưu Tam Hiệp và đập Vương Gia Bá trước, thay vì thực hiện cái gọi là cứu trợ khẩn cấp sau khi xảy ra lũ lụt. Ông Tống Bằng Xuân, một học giả của Đại học Sơn Tây nói rằng những người dân thường không có tiếng nói trong các vấn đề ngăn ngừa thảm họa thiên nhiên. Ông nói, vì vậy hệ thống chính trị này sử dụng cái gọi là hy sinh lợi ích cục bộ để bảo toàn lợi ích tập thể. Điều này giống với nạn đói lớn năm đó. Chu Ân Lai đã ra tử lệnh cho Lý Tỉnh Tuyền, bí thư đầu tiên của Đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên, hỏi người chết ở Tứ Xuyên, Sơn Câu và Vương Phủ Tỉnh, nơi nào chịu ảnh hưởng lớn hơn. Một khi họ nêu vấn đề lớn tới mức đảng tính và chính trị cao độ, thì sự an toàn và lợi ích của người dân thường có thể bị bỏ qua. Ông Trung, người dân địa phương nói rằng chính quyền đã huy động hàng chục ngàn binh sĩ tham gia cứu trợ thiên tai, nhưng nó không hiệu quả lắm vì lũ lụt trải dài trên diện rộng. Tại một số nơi mà đã có hàng nghìn binh sĩ chống chọi với lũ lụt, bây giờ tôi đang ở làng và được thuê để cứu trợ ở trong làng. Được biết, kể từ ngày 8 tháng 8, để bảo vệ an toàn lũ lụt ở trung hạ lưu sông Trường Giang theo yêu cầu của Ủy ban sông Trường Giang. Tam Hiệp đã điều chỉnh lượng nước xả liên tục 9 lần và lúc 12 giờ ngày 5 tháng 8, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã giảm xuống 158,56 m và khả năng lưu trữ kiểm soát lũ dự trữ là 14,1 tỷ m3. Vào tối ngày 6 tháng 8, chính quyền lần đầu tiên đã ban hành một chỉ thị hồ chứa Tam Hiệp nên tiết kiệm đủ sức chứa để chuẩn bị cho trận lụt lớn có thể xảy ra. Nó tương đương với việc ra lệnh cho hồ chứa Tam Hiệp dồn lực xả lũ và bảo vệ đập. Chính quyền cũng chỉ ra rằng tiếp theo là lưu vực sông Hoài Hà sẽ tăng thêm lượng xả lũ. Trong lưu vực hồ Thái Hồ cần tiếp tục tăng cường xả lũ. Về chính quyền đẩy mạnh xả lũ làm gia tăng tình trạng lụt ở hạ lưu. Ông Trương Kiến Bình, một nhà hoạt động nhân quyền tại Thường Châu, Giang Tô, nói với phóng viên rằng lượng nước chảy vào Tam Hiệp nhiều tới mức cần phải xả lũ. Do mưa ở thượng lưu nên phải xả lũ, đó là một lớp, đô thị hóa nông thôn tạo thêm một lớp nữa.
sông nhỏ đều bị thay đổi, cống thoát nước không lưu thông, khi mưa to tới sẽ khiến ngập lụt. Lũ lụt thế này thường xảy ra ở trung và hạ lưu Trường Giang, đặc biệt ở trung lưu. Chỉ có hai cách giải quyết vấn đề này: phá hủy đập Tam Hiệp bằng kỹ thuật và một cách khác là đào tất cả các con sông trong lưu vực sông Hoài. Trong một cuộc phỏng vấn, chuyên gia về đập Tam Hiệp, tiến sĩ Vương Duy Lạc nói rằng đập Tam Hiệp không có tác dụng kiểm soát lũ. Các quan sát và nghiên cứu mới nhất đã phát hiện ra rằng việc xả lũ của đập Tam Hiệp có sức tàn phá gấp 25 lần so với lũ tự nhiên. Ông Vương cũng chỉ ra rằng thảm họa lũ lụt năm nay là do con người tạo ra, không hoàn toàn chỉ là thảm họa tự nhiên. Trong giai đoạn đầu phác thảo thi công đập Tam Hiệp, giáo sư Hoàng Vạn Lý, chuyên gia về thủy điện nổi tiếng của Đại học Thanh Hoa, đã phản đối mạnh mẽ việc xây dựng đập Tam Hiệp. Ông dự báo nếu xây dựng đập Tam Hiệp, cuối cùng nó sẽ bị buộc phải nổ tung. Nhưng ông Vương cho rằng đập Tam Hiệp là một công trình mang tính bộ mặt rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn, họ sẽ không chủ động thực hiện việc phá đập. Trừ khi xảy ra thảm họa tự nhiên hoặc chiến tranh, con đập mới có thể bị phá hủy. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 8 tháng 8, 4 ngôi làng ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc đã bị chôn vùi trong trận lở đất, khiến khoảng 500 người dân cư trú tại các ngôi làng này mất nhà chỉ trong vòng vài phút. Đồng thời, mưa lớn xảy ra tại các khu vực khác khiến nước sông tràn bờ, gây ngập úng hoa màu. Lở đất cũng xảy ra tại các khu vực khác của tỉnh Quý Châu và Hồ Bắc. Hiện tại chưa có thông tin rõ ràng về thiệt hại người. Mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt tại các khu vực thuộc các tỉnh Hồ Bắc, Quý Châu, Hồ Nam, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Chiết Giang, Giang Tô, Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Dân số các tỉnh này chiếm 1/2 dân số toàn Trung Quốc, khoảng 695 triệu người, nhưng giới chức cho rằng chỉ khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt này. Hơn nữa, những người dân ở gần khu vực lở đất tại Quý Châu cho biết chính quyền địa phương không cho phép họ đến gần khu vực bị thảm họa và từ chối cung cấp thông tin về tình hình tại đó. Sau 4 giờ sáng ngày 8 tháng 8, mưa lớn đã gây lở đất và cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại thị trấn Cản Long, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc. Chính quyền địa phương thông báo rằng 133 ngôi nhà đã bị phá hủy và 507 người dân đã bị mất nhà. Tuy nhiên, người dân tại làng này cho biết trên thực tế, mức độ thiệt hại lớn hơn nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 8, Lý Tuấn, một người dân làng Thập Bản ở Càn Long cho biết nhiều ngôi nhà tại làng này bị hư hại. Hầu như toàn bộ ngôi làng đã bị chôn vùi, chỉ còn lại 3 hoặc 4 ngôi nhà. Đội cứu hộ đã tìm thấy rất nhiều người bị chôn vùi trong bùn đất, nhưng họ đều đã chết. Càn Long là một thị trấn cách xa trung tâm thành phố Đồng Nhân nhất. Đội cứu hộ đến nơi là sau 10 giờ sáng ngày 8 tháng 8, tức là hơn 5 tiếng sau khi xảy ra sạt lở. Ông Lý nói thật đau buồn. Nhiều dân làng đã bị lũ cuốn trôi, hàng nghìn hecta đất bị ngập úng và con đường giao thông chính nối thị trấn với thành phố cũng bị hư hại. Lở đất cũng xảy ra tại hai ngôi làng khác là Càn Long Thượng Giới và Càn Long Hạ Giới, gần làng Thập Bản. Một chủ cửa hàng ở làng Càn Long Thượng Giới tên là Kim Hộ cho biết hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã đến hai ngôi làng này, nhưng họ không hề biết thông tin về hậu quả của trận thiên tai. Người chủ cửa hàng này cũng cho biết ngọn núi Phượng Hoàng Linh gần đó đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Một số người dân trong làng đã rời đến sống với người thân ở rất xa ngọn núi. Một chủ nhà hàng tại làng Musu, cách làng Thập Bản hơn 3 km cho biết làng Thập Bản đang bị phong tỏa, giới chức không cho phép bất cứ ai tới ngôi làng. Chúng tôi thậm chí không được phép giơ điện thoại của mình lên kể từ xa. Dãy Part-time đã liên lạc với phòng khám Càn Long, một trung tâm y tế gần làng Thập Bản nhất. Lễ Tân cho biết hầu hết nhân viên của họ đã được điều động đến nơi xảy ra thảm họa, nhưng cô từ chối tiết lộ thông tin cụ thể. Cô chỉ nói tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Theo dữ liệu chính thức từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8, lượng mưa tại tỉnh Hồ Nam thuộc vùng Trung Nam Trung Quốc, tỉnh An Huy miền Nam Trung Quốc và tỉnh Giang Tây thuộc vùng Đông Nam Trung Quốc lên tới 300mm đến 500mm. Tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa lên tới 800mm. Tại một huyện ở Giang Tây, lượng mưa trong 24 giờ từ 7 tháng 8 đến 8 tháng 8 đạt khoảng 538mm, tương đương với lượng mưa một năm tại Bắc Kinh trong những năm gần đây. Các thành phố khác ở Giang Tây cũng ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Bờ kè một số con sông tại Hồ Bắc và Giang Tây đã bị nứt. Thị trấn Cảnh Đức Trấn ở Giang Tây là quê hương gốm sứ nổi tiếng của Trung Quốc. Một người dân địa phương tên Su cho biết nước lũ tại thành phố này lên tới 1m. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Su cho biết toàn bộ hoa màu trong khu vực đều chìm trong biển nước. Trong khi đó, tại thành phố Vũ Di Sơn thuộc tỉnh Phúc Kiến ở phía Đông Nam Trung Quốc, trận lụt xảy ra vào ngày 9 tháng 8 đã khiến nước lũ dâng cao hơn 1m tại hầu hết các khu vực của thành phố, cuốn trôi xe cộ và nhiều tài sản khác.
Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.